Chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của mình và mình là Tuấn Trung Tá. Thưa các bạn, đây chính là chiếc xe 50 phân khối phiên bản tem mới năm 2018. Và đây chính là màu sắc đỏ, xám và một màu sắc khá là bắt mắt khi mà lên cái phiên bản 50 phân khối này. Nếu như theo cá nhân của mình đánh giá thì màu sắc này khá là nổi bật. Tất nhiên, màu đỏ là một cái điều gì đó đem lại cái sự may mắn cho tất cả các bạn. Và màu đỏ sẽ giúp cho các bạn là tạo nên một cái phong cách cũng khá lạ so với tất cả những chiếc xe khác. Thưa các bạn, thì đây là một trong những chiếc xe được ra mắt trong quý thứ 2 năm 2018 này. Và để chào đón cái thời điểm mà các bạn trẻ bắt đầu vào trường đại học và thích hợp với những bạn mà bắt đầu vào cái thời điểm mà đi vào các trường cấp 3 chẳng hạn. Đấy, các bạn trường cấp 3 chẳng hạn. Và lúc đó chúng ta đã đủ độ tuổi 16 tuổi để chúng ta có thể sở hữu dòng xe như thế này. Và xin thưa các bạn, đó chính là dòng xe 50 phân khối, hoàn toàn có thể là phù hợp với các bạn trên 16 tuổi có thể sử dụng được. Và trên chiếc xe này chúng ta quan sát ở phần đầu thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể thấy rằng là chiếc xe ở phần đầu có một cái phần đó là màu đỏ, một cái chóp mũ màu đỏ được dán tem lại. Còn ở hai bên cạnh của chiếc xe thì chúng ta thấy là trên cái tông nền màu xám và ở giữa là nó sẽ nhấn nhá bằng một cái tem màu đỏ khá nổi bật, kiểu giống như mà chúng ta đội một cái mũ màu đỏ vào như vậy. Nó như vậy đấy. Còn đối với trên phía trước của chiếc xe thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây chiếc xe vẫn là trên cái tông nền màu xám nhưng mà được phủ bên ngoài bằng một cái lớp tem. Phần trước này lớp tem hơi sáng một tí xíu và cũng khá là dàn di. Ở phía dưới cổ của xe là có dòng chữ Exciter. Phần nhựa này là nó là phần nhựa màu đỏ và dán được nền tem như thế này. Đây, có chữ V cách điệu trên cái số là 50. Đối với phần dè trước của chiếc xe, phần dè trước của chiếc xe thì đó là một cái màu xám. Màu xám khá là ly lợm. Và bên cạnh vẫn là dòng chữ Limited Edition 50 Exciter. Nguyên cả nguyên bộ vành trước của xe thì nó lại có màu đen và có hai cái dòng chỉ màu trắng, màu xanh. Cụm phanh và heo dầu thì nó vẫn là màu đỏ và tạo điểm nhấn cho xe. Nó hoàn toàn trùng với màu sắc ở phía trên của chiếc xe. Hạ phối màu khá hợp lý. Phía bên tay trái của chiếc xe, phía bên yếm trái thì chúng ta cũng thấy một cái nét thiết kế khá là quen thuộc. Đó là vẫn là Limited Edition, kiểu giống như những dòng xe Exciter 150 phân khối của Yamaha và phiên bản giới hạn số lượng, phiên bản kỷ niệm 1 triệu chiếc. Nó kiểu như vậy. Và ở đây thì nó lại có một cái logo tương tự giống như cái logo của Yamaha được cách điệu ra, nhưng mà không phải của Yamaha. Phần máy của xe thì các bạn cũng thấy là nó không hề thay đổi gì cả, vẫn là FI Yamaha như vậy và không liên quan gì đến Yamaha. Xe vẫn lắp ráp tại Việt Nam. Phần sau của xe thì xe sử dụng hệ thống giảm sốc một cái thôi, Modo Sốc. Và lốp sau thì vẫn kích cỡ như cũ, vẫn là một cái tông màu đen. Và tiếp theo đó là những cái dòng chỉ nhấn nhá phía trên này là màu xanh và màu trắng. Phần trên phía phần ốp sau của xe, phần nhựa ốp sau thì chúng ta có thể thấy phần dàn di phía trên này. Trên cái phần nhựa đây là nó lại màu xám và phần tem tốp ở phía sau này thì nó là màu đỏ và màu trắng, cũng là chữ X cách điệu. Tay sách của chiếc xe là màu đỏ, cho cảm giác cầm nắm khá là chắc chắn với các bạn trẻ và trọng lượng của xe khá nhẹ. Nó chỉ tương tự như những dòng xe trước thôi các bạn. Đối với dòng xe này thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo cho chúng ta một cái phong cách khá là đẹp trai, khá là ok. Tất nhiên nó sẽ hoành tráng hơn hẳn những chiếc xe điện, tuy có cùng giá với nhau nhưng mà hoàn toàn nó rất là phù hợp với những cái bạn trẻ có style hoặc là có thể thích cái phong cách nó lạ lẫm một tí xíu thì chúng ta nên sử dụng xe 50 phân khối. Hoàn toàn là chiếc xe chỉ có thay đổi về phần màu sắc và tem xe, còn lại là phần thiết kế thì hầu như là không có gì thay đổi cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cận cảnh của chiếc xe để có thể có một cái nhìn mà tối ưu nhất
và chúng ta quyết định mua một sắc nào. Và các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem video clip mới, cũng như cho mình ý kiến phía bên dưới xem chiếc xe này như thế nào. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.